theo dõi những hình ảnh nha. Tại trung tâm thương mại chợ vải Ninh Hiệp, một trong những chợ vải lớn nhất miền Bắc, trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Còn làm theo những hoạt động của những người đi chợ, người bán, người mua rất đông và tấp nập các cửa hàng vải. Anh này đang đóng bao hàng, hai vợ chồng đến chợ mua được bao hàng và bây giờ là cho lên xe để về nhà. Rất nhiều người đến mua buôn nhưng bao to bao nhỏ về để phục vụ cho cái công việc kinh doanh của cửa hàng nhà mình. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video, chia sẻ và cùng chúng tôi thưởng trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống và clip này để chia sẻ những chân thực nhất về cuộc sống đời thường của người dân. Mỗi khi phóng viên của Sắc Màu Cuộc Sống đi qua những khu vực thì cái hình này và chia sẻ với quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và những chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.